tin cũng khá thú vị các bạn ạ. Ok, bây giờ Su Hào sẽ tự đặt bộ đồ chơi này về xem sao nhá. Hàng về rồi các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ có hai nửa sân bóng và các bạn sẽ tự lắp ráp nha. Và ngoài ra các bạn được tặng kèm thêm hai quả bóng nè. Nguyên lý hoạt động cũng khá đơn giản. Ở hai bên thì sẽ có hai cái nút bấm như thế này giúp chúng ta có thể đá bóng nha các bạn. Ok, bây giờ mình cùng trải nghiệm thôi nào. Let's go. Ván đầu tiên mình đã lọt rồi nha. Đấy, bóng rất là xoáy luôn nè. Wow, wow, wow. Wow. Yeah. Sau khi trải nghiệm bộ đồ chơi sân bóng đá mini này thì Su Hào cảm thấy là khá là giống như trên quảng cáo nha. Và chơi cũng rất là thú vị nè. Riêng Su Hào thì Su Hào sẽ cho sản phẩm này là 7 điểm nha. Và nếu các bạn đã sử dụng bộ sản phẩm này rồi thì hãy nêu cảm nhận ở phần mô tả phía dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.